sĩ cần một bộ giáp xứng đáng với bản thân. Tất cả thành công đều phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. Nếu như ngươi có đủ dũng khí, hãy đi chiến đấu cùng ác ma đi. Tất cả thành công đều phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. Hãy trân trọng mỗi một lần gặp nhau đi. Chúng ta hãy nâng lên. Dũng sĩ cần một bộ giáp xứng đáng với bản thân. Hãy tiến về phía trước. Nên nắm bắt chuẩn xác thời cơ ra tay, một chiêu cũng có thể thành công. Yeah.
nên nắm bắt chuẩn xác thời cơ ra tay, một chiêu cũng có thể thành công. Dễ gia viên, các quân đệ không được cho địch nhân tiến vào